rẻ như cho nhờ công nghệ này của Intel và Toshiba. Công nghệ PLC mà Intel và Toshiba đang nghiên cứu, có thể tăng khả năng lưu trữ và giảm giá thành ổ cứng SSD hiện nay. PLC cho phép lưu trữ 5 bit trên mỗi tế bào NAND riêng. Công nghệ này chưa được thương mại hóa nên tất nhiên người dùng chưa thể mua ổ cứng PLC SSD. Tuy nhiên, PLC SSD cũng gặp phải vấn đề đáng lưu ý, đó là dù dung lượng lớn hơn và giá thành rẻ hơn, tốc độ đọc ghi dữ liệu lại chậm hơn. Intel và Toshiba chưa tiết lộ tốc độ của ổ cứng PLCSSD, nhưng chắc chắn không nhanh hơn công nghệ hiện tại. Ưu điểm của ổ cứng này chỉ là dung lượng và giá thành, được xem là giải pháp thay thế cho ổ cứng lưu trữ NAS và trung tâm dữ liệu, chứ không thể thay cho ổ SSD trên laptop và desktop vốn hướng tới tốc độ và hiệu suất cao hơn. Hiện chưa rõ liên doanh Intel và Toshiba bao giờ mới công bố công nghệ ổ cứng SSD mới, cũng như dung lượng, giá thành tăng giảm bao nhiêu so với ổ cứng SSD hiện tại.